Xin chào các bạn. Bộ Quốc phòng Nga tối hôm qua, ngày 9 tháng 6, đã công bố đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe quân sự khá lớn Ukraine bị phá hủy tại khu vực Zaporizhia. Đây là đoàn xe được quân đội Ukraine điều động trong cuộc phản công phía Nam. Theo quân đội Nga, nhiều vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc tập kích trên. Đặc biệt, hình ảnh về xe tăng Leopard 2A6, biến thể hiện đại của dòng xe tăng nước này, cùng xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, được mệnh danh là sát thủ diệt tăng do Mỹ sản xuất, bị phá hủy cũng đã được công bố. Đây là lần đầu tiên Nga phá hủy thành công các xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, hiện đại bậc nhất trong kho quân sự phương Tây này kể từ khi chúng được chuyển giao cho Ukraine để thực hiện cuộc phản công kinh thiên động địa của họ. Được biết, vụ việc phá hủy đoàn xe quân sự này của Nga tiếp tục được diễn ra trong khu vực tiến công theo hướng Orykhiv. Trong ngày hôm trước, mùng 8 tháng 6, một đoàn xe quân sự của Ukraine cũng mới bị phá hủy tại khu vực này, bao gồm ít nhất là 4 xe tăng Leopard 2A4 cùng các xe thiết giáp chở quân M113. Như vậy, có thể khẳng định khu vực này đang trở thành một nghĩa địa xe tăng thiết giáp với Ukraine. Thông tin cụ thể về đợt tập kích phá hủy đoàn xe hơn 20 chiếc của Ukraine ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga xác định các đơn vị của nhóm tấn công Lữ đoàn 65 Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của Trung đoàn 291 Lực lượng Vũ trang Nga từ tối hôm trước nhưng chưa thành công. Sau đó, các lực lượng của Ukraine tập trung nhân sự và gửi thêm các xe tăng thiết giáp để tập trung đánh chiếm một cứ điểm trong tuyến phòng ngự này. Các lực lượng dự bị của Ukraine tiến từ Malaya Tomaka về phòng tuyến Rabotino Vebove. Trinh sát được hành động bất thường của Ukraine, đơn vị Nga tại điểm phòng ngự này đã rút lui về các vị trí dự bị. Sau đó, pháo binh và không quân Nga xuất kích và rồi hỏa lực vào đội hình Ukraine đang cố gắng giành chỗ đứng trên các tuyến đã chiếm. Kết quả là đội lính của Ukraine tiến công phải rút lui với tổn thất nặng nề. Đến gần sáng, Ukraine lại tổ chức và tiếp tục tấn công Rabotine với lực lượng của Lữ đoàn 65 được hỗ trợ bởi nhóm thiết giáp của Lữ đoàn cơ giới số 47 với xe tăng Leopard 2A6 và xe thiết giáp M2 Bradley. Nhóm tấn công của Ukraine tiếp tục chọc thủng hàng phòng ngự đầu tiên của Nga tại đây, nhưng là vì các đơn vị Nga chủ động lùi lại, rút về vị trí phòng ngự phía sau. Và kết quả, pháo binh và không quân Nga, đặc biệt là các trực thăng Ka-52, lại tích cực hoạt động và gây tổn thất cực nặng cho quân đội Ukraine. Các hình ảnh và video quay lại được từ các phương tiện chiến đấu của Nga cho thấy, ít nhất 20 xe tăng thiết giáp của Ukraine đã bị bắn hạ trong đợt tấn công này. Trong đó đã xác định cụ thể 5 xe tăng Leopard 2A6 và 2A4 của Đức, 6 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Mỹ, 1 xe tăng T-72M1 của Cộng hòa Séc, 1 xe giả phá bom mìn R2 Leopard của Phần Lan, 3 xe bọc thép M1224 Maspro của Mỹ, 1 xe bọc thép chở quân IPR-765 của Hà Lan, 1 xe bọc thép VAB của Pháp và một số xe tải hỗ trợ đi cùng cũng đã bị phá hủy. Về cơ bản, toàn bộ nhóm chiến đấu cấp lữ đoàn này của Ukraine bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Và như mình đã trình bày ở trên, đây là lần đầu tiên các xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị phá hủy. Được biết, những chiếc Leopard 2A6 là mẫu xe tăng chủ lực hiện đại hàng đầu của quân đội Đức, cũng là một trong những xe tăng hiện đại nhất được phương Tây vận trợ cho Ukraine với tổng số khoảng 21 chiếc. Trong khi các xe M2 Bradley là loại xe chiến đấu bộ binh chủ lực của quân đội Mỹ, ngoài khả năng chở theo 6 binh sĩ được trang bị đầy đủ, xe bọc thép này còn được coi là một loại sát thủ diệt tăng khi được trang bị 2 bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng Tau. Vào đầu năm 2023, Washington DC tuyên bố sẽ chuyển giao 109 phương tiện chiến đấu này cho Kiev. Theo các tuyên bố quân sự, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley là một vũ khí hết sức cần thiết cho chiến dịch phản công của Ukraine. Đây là loại xe bọc thép đáp ứng được hai yêu cầu, đó là có thể di chuyển binh sĩ trên chiến trường một cách an toàn trước hỏa lực hạng nhẹ của đối phương. Ngoài ra, xe chiến đấu bộ binh này cũng được trang bị một số vũ khí hạng nặng như là pháo, tên lửa chống tăng hay súng máy có điều khiển để tăng cường hỏa lực trên chiến trường. Và khi đó, tất cả đều hy vọng vào một cuộc đấu tăng lịch sử giữa Nga và Đức, tái hiện trận chiến vòng cung Kursk kinh điển giữa quân đội Liên Xô với quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, rất ít người lại nghĩ rằng trong đợt phản công này của Ukraine với các xe tăng từ phương Tây, trong đó có Đức, thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt các xe tăng Nga đã bị phá hủy. Mà nó giống như một cuộc tự sát hơn là việc chiến đấu tay đôi. Vì về cơ bản, pháo binh, không lực trực thăng và các tổ diệt tăng Nga đã dội hỏa lực làm toàn bộ đội hình cơ giới của Ukraine thành tro mà chưa cần đến các xe tăng chủ lực như là T-72, T-90 hay T-14 Armata ra tay. Và cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những phản ứng đầu tiên về chiến dịch phản công của quân đội Ukraine. Trong phát biểu hôm 9 tháng 6, ông Putin nói rằng việc Kiev điều động các đơn vị dự bị chiến lược vào cuộc chiến là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch phản công đã bắt đầu.
Tổng thống Ukraine đồng thời xác nhận nhiều cuộc giao tranh dữ dội đã được tiến hành trong 5 ngày trở lại đây. Ông Putin tuyên bố quân đội Nga vẫn đang giữ vững những vị trí phòng ngự quan trọng và gây ra nhiều thiệt hại cho phía Ukraine. Và cho đến nay, đã và đang có rất nhiều những hình ảnh, video xác nhận điều này. Không chỉ ở Zaporizhia mà trên nhiều tuyến chiến đấu khác, Ukraine cũng đang gặp bất lợi lớn. Trang Aviapro hôm 9 tháng 6 đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành phục kích một đoàn tàu chở vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine, chuyên chở tới chi viện cho lực lượng phản công tại khu vực Lykhai, Lugan. Trước đó, trong đêm 8 tháng 6, quân đội Nga cũng đã tiến hành một vụ tập kích nhằm vào kho đạn dược và vũ khí của Ukraine tại khu vực Uman ở vùng Cherkasy. Vụ tấn công này đã khiến cho nhiều thiết bị quân sự, trong đó có tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine bị phá hủy. Tuy nhiên, theo Tổng thống Ukraine Zelensky trả lời phỏng vấn tờ New York Times cùng ngày cho biết, quân đội Ukraine đang tiến từng bước trong cuộc giao tranh ở miền Nam và các đơn vị chiến đấu của Ukraine đang tiến bộ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.